người nhạc sĩ Nhật Bản bí ẩn bước ra khỏi bóng tối tên từ Tokyo. Một giáo sư đại học bán thời gian hôm nay đã thừa nhận ông đã là người nhạc sĩ bí ẩn trong gần 2 thập niên cho ông Mamoru Samuraguchi, một nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng của Nhật Bản, đã được mệnh danh là Beethoven của Nhật Bản. Ông Samuraguchi cũng đã tuyên bố là mình bị điếc. Hôm thứ Tư, trong một tuyên bố gửi cho các phương tiện truyền thông Nhật Bản, ông Samuraguchi thừa nhận rằng ông đã trả tiền cho một nhạc sĩ bí ẩn để sáng tác nhạc cho mình và ông xin lỗi những người ủng hộ. Người nhạc sĩ bí ẩn là ông Takashi Nigaki, một giảng viên đại học 43 tuổi, đã xuất hiện trước các phóng viên lần đầu tiên vào hôm nay, nói rằng ông biết ông Samuraguchi đang lừa thế giới và ông cũng là một đồng lõa. Ông Nigaki đã lên tiếng vì lo sợ sự lừa dối có thể ảnh hưởng đến các vận động viên Nhật Bản tham gia Thế vận hội Sochi. Vận động viên Daisuke Takahashi sẽ sử dụng bản nhạc Sonatino của ông Nigaki cho phần biểu diễn trực băng nghệ thuật của mình trong Thế vận hội Sochi. Ông nói rằng ông lo lắng về những hậu quả nếu sự thật được phơi bày sau Thế vận hội sẽ tạo cơ hội cho những người khác chỉ trích Nhật Bản. Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, ông Takashi cho biết ông sẽ không thay đổi bài nhạc cho chương trình ngắn của mình tại Sochi. Ông Samuraguchi đã đạt được danh tiếng quốc tế với bài nhạc giao hưởng Hiroshima để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử Hiroshima năm 1945. Ông Nigaki thừa nhận đã nhận được hơn 69.000 Mỹ Kim cho hơn 20 bài nhạc ông đã sáng tác cho ông Samuraguchi trong hơn 18 năm. Tính ra trung bình chưa đến 3.500 Mỹ Kim cho một bản nhạc. Ông Nigaki cũng cho rằng ông Samuraguchi đã không hoàn toàn trung thực về mức độ khiếm thính của ông ta.